Xin chào các bạn. Trong video hôm nay, YTV nói sơ qua về bệnh hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là IBS, là một tình trạng ảnh hưởng lâu dài đến hệ tiêu hóa đường ruột. Thông thường nữ giới hay gặp hơn là ở nam giới và thường bắt đầu ở tuổi trung niên, nhưng có thể là xảy ra ở mỗi lứa tuổi. Bao gồm các triệu chứng như là đau bụng, đầy hơi khó tiêu. Các tình trạng này đau bụng hay là đầy hơi sẽ hết sau thời gian đi tiêu. Đôi khi tiêu chảy hoặc cũng có thể là táo bón. Nhưng với một số người có thể là xen kẽ cả hai, có nghĩa là vừa tiêu chảy và cũng vừa táo bón, lúc tiêu chảy, lúc thì táo bón xen kẽ lẫn nhau. Nhưng chính xác điều gì đã gây ra các triệu chứng này? IBS ảnh hưởng đến ruột và cụ thể là ở ruột già. Trước tiên, ta hãy xem cách hoạt động của hệ tiêu hóa. YTV đã làm một video về giải phẫu hệ tiêu hóa. Các bạn có thể xem lại video này trên kênh YouTube YTV nhé. Khi bạn ăn thức ăn sẽ đi qua đường tiêu hóa bao gồm cả kẽ là dạ dày và ruột non rồi mới đến là ruột già. Trong quá trình này, thức ăn đang được chia nhỏ và hấp thu vào cơ thể. Thức ăn sẽ được hệ thống đường ruột co bóp từ từ đưa thức ăn đi một cách nhịp nhàng từ dạ dày qua ruột non đến ruột già rồi đến trực tràng xuống hậu môn và ra ngoài cơ thể. Trong IBS, thành ruột trở nên nhạy cảm và dễ bị kích thích hơn. Các cơn co thắt đôi khi diễn ra quá nhanh, có nghĩa là sự co bóp sẽ diễn ra rất là nhanh, làm cho các chất đi qua ruột già nhanh hơn so với bình thường. Kết quả là ruột già không đủ thời gian để hấp thu hầu hết nước từ thức ăn và sẽ dẫn đến là tiêu chảy do phân còn quá nhiều nước. Còn trong trường hợp co thắt chậm thì ruột già sẽ hấp thụ hết nước từ phân, làm cho phân cứng hơn và dẫn đến tình trạng là táo bón. Thật sự hiện tại chưa rõ nguyên nhân tại sao có sự co bóp co thắt bất thường như vậy gây ra hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị IBS thì ruột của bạn có thể nhạy cảm với một số yếu tố như là stress, căng thẳng nhiều, nhiễm trùng hoặc là sử dụng một số thuốc nhất định. Những điều này được cho là ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh tương tác với đường ruột. Các bác sĩ có thể chẩn đoán IBS dựa trên các triệu chứng mà YTV có nêu ở phía trên, và còn phải loại trừ đi các bệnh đường ruột khác thông qua xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm máu và xét nghiệm phân. Một số tình trạng bệnh khác có thể nhầm lẫn như là viêm ruột, bệnh celiac, cũng có thể là ung thư ruột. Nếu các bạn gặp các triệu chứng khác nhau như là sốt, sụt cân và có máu trong phân thì cần phải đến cơ sở y tế để loại trừ những tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn này nha. Vậy IBS điều trị như thế nào? Thì sẽ không có phương pháp điều trị duy nhất nào hiệu quả cho tất cả mọi người, nhưng có rất là nhiều điều mà bạn cần phải có thể thử, như là thư giãn nè, giảm stress, còn tập luyện thể dục thể thao cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn bằng cách là ghi nhật ký các triệu chứng. Cách này bạn có thể biết được những thực phẩm nào hoặc là hoạt động nào gây ra các triệu chứng IBS để mà tránh ra. Một số thực phẩm có tên viết tắt là FODMAP là những nguyên nhân phổ biến gây ra các triệu chứng IBS. Chính vì vậy, cần phải hạn chế các thực phẩm này để giảm nguy cơ triệu chứng IBS gây ra. Ngoài ra, còn có một số thuốc không có đơn cũng có thể giúp giảm các triệu chứng, bao gồm thuốc giảm chống co thắt đường ruột như là Ovaprin, Gemcitabine, Hyoscine, Mebavarin, Otilonion, và thuốc giúp giảm các triệu chứng táo bón như là Bisacodi, Lactulose, Sorbitol, Mayehiroxid, Mayesulfate, hoặc là thuốc trị tiêu chảy như là Atabunjit, Loperamide. Những thuốc này YTV có nói trong nhóm thuốc đường tiêu hóa, các bạn có thể tham khảo video này trên kênh YTV, cũng như là các video cách sử dụng thuốc cho từng thuốc nhé. Nếu có thuốc trên không hữu ích thì bác sĩ cũng có thể đề xuất các lựa chọn khác như là thuốc chống trầm cảm như Emibaramin và liệu pháp tâm lý. Tính tới thời điểm hiện tại với y học hiện nay, không có cách khắc phục duy nhất cho IBS và nó thường là một tình trạng kéo dài suốt đời. Mặc dù các triệu chứng có thể hết bất cứ lúc nào mà không hay biết, hoặc sẽ cũng có thể diễn ra hàng ngày làm cho bệnh nhân rất khó chịu và phải uống thuốc đến suốt đời. Các bạn cần phải có chế độ thư giãn hợp lý, chế độ ăn uống khoa học và sử dụng thuốc hợp lý thì sẽ giảm đi các triệu chứng rất là nhiều. Mặc dù sẽ mất thời gian để tìm ra cách phù hợp cũng như là chỗ đồ ăn phù hợp. Thông thường cần ăn nhiều rau xanh, cung cấp nhiều chất xơ, bổ sung đầy đủ men vi sinh, Bacillus calosi, Lactobacillus hàng ngày hỗ trợ cho đường ruột.
cũng như còn phải bổ sung các thực phẩm chức năng vừa hỗ trợ chất xơ, vừa bổ sung các men vi sinh sẽ cải thiện rất nhiều cho tình trạng IBS. Tóm lại, bệnh hội chứng ruột kích thích hiện tại chưa có phương pháp điều trị dứt điểm, mà chỉ có thuốc điều trị triệu chứng mà thôi. Nhưng các bạn chỉ cần có chế độ ăn cũng như là thư giãn, kèm thêm thuốc điều trị triệu chứng sẽ cải thiện tình trạng bệnh rất là nhiều. Và các bạn nên nhớ là cần bổ sung men định kỳ để có hệ thống đường ruột khỏe mạnh hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!